là nhìn rất là ấm cúng. Món ăn á thì tôi ăn món nào cũng ngon. Nói chung là những người có ăn người phát huy để kéo lén để xây dựng một gia đình luôn luôn hạnh phúc. Từ năm cái một chủ trừ là không có menu đó. Đó đúng rồi, menu người ta mới biết món ăn này, món này biết rồi. Em biết là cái món ăn rất là ngon, sự sáng tạo trong đó, ví dụ như là thường người ta hay nói, ví dụ như sườn thì hay nói bình thường thôi, nhưng mà nó theo thêm hơn thì đó là một cái sáng tạo thôi. Ví dụ như là làm men thế là làm về đó một ăn thì rất là thế mà. À thì để mà nhận xét này thì thực ra cái ẩm thực của mình thì xin điều cơ mà ăn cái gì nó cũng được, cái gì làm nó được quá, ăn gì nó được. Thì có bốn câu để nói chung về cái món này thôi. Là hôm nay thưởng thức món này, lòng em cảm thấy tuyệt vời làm sao. Cảm ơn tấm lòng lớn lao đưa vào vào ngày yêu thương. Mình là người phát triển bé của gia đình, chúng ta cũng rất là thích cái món này. Một cơ hội cho mọi người còn có các cơ hội gì? Trước tiên thì cảm ơn các anh chị em đã có được quý món ăn này. Và tôi thấy có hai tổ phụ đó là tổ nghiệp vụ 1 và cái đề nghị vụ 2 là so kè thôi. Còn ở đây thì đó là tôi thấy là giá cá nhân của tôi là như thế. Cảm ơn các bạn. Sau khi mà 6 trận diễn của ban tổ chức, chúng ta chấm điểm vào bình luận thì kết quả như sau. Thắng lại là ban lãnh đạo công ty IBS và toàn thể hội nghị tạo sân chơi bổ ích cho các chị em cũng như là tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ năng động, sáng tạo, trung hậu và ấm đa. Và mấy tháng chạp tới đây con sẽ về làm dâu nơi xứ lạ, gửi gắm cho con những lời. Ngày xưa mẹ gái à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru hết con đã một đời. Em mỉm cười xinh tươi, hồi cùng trời hay mưa, niềm vui tương lai đón chờ em. Rồi mai đây em cùng bay, tay em những chân xa xa, vì ai luôn vui trong tim, màu da tiếng nói tay Việt Nam. Hãy giang tay chào mọi người, hãy giang tay chào mọi người, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào. Sẽ luôn thành công, thành phúc và nhiều may mắn trong cuộc sống, và ngày nào cũng là một ngày 8 tháng 3 với các chị em ạ. Đầu tiên thì theo cái cảm nhận đó, thì cây nhà lá dừa thì năm nay thương cây cũng hay, và tôi là thơ trẻ tôi không nghe được thơ hơn chương thôi, cứ năm ngoái là cái thơ rất là em. Rất cảm ơn, rất thông tin cái con đóng góp của các chị em đã đi về trong cái thời gian qua, và rất mong muốn còn các chị em và các con nâng cao vẻ hơn và phát huy cái đẹp của mình.